Khi nói đến trẻ nhỏ thì cái hệ miễn dịch đóng một vai trò hết sức quan trọng. Bởi chúng ta được biết là hệ miễn dịch chính là một cái hệ thống của cái tế bào cơ quan trong cơ thể mà bảo vệ đứa trẻ trước những cái tác nhân gây bệnh bên ngoài. Đấy. Ví dụ như là vi khuẩn, virus hoặc là những cái tác nhân độc hại bên ngoài, thì khi mà một em bé mà có một cái hệ miễn dịch khỏe mạnh ấy, thì thường là các cháu sẽ luôn luôn là phát triển rất là tốt, ít bị ốm đau hơn. Khi em bé chào đời thì em bé được thừa hưởng cái hệ miễn dịch thụ động, hay còn gọi là hệ miễn dịch tự nhiên ấy, hệ thụ động từ mẹ truyền sang qua thời kỳ sau thai. Thế và tiếp tục khi mà em bé chào đời thì em bé lại tiếp tục được hưởng cái kháng thể truyền qua qua sữa mẹ. Thế nhưng mà chúng ta biết là cái nguồn kháng thể thụ động hay là nguồn kháng thể tự nhiên ấy, từ mẹ truyền qua qua thời kỳ bào thai ấy, thì đến tháng thứ ba là bắt đầu nó giảm dần rồi. Đấy, ví dụ như kháng thể như IgA, đặc biệt là IgG chẳng hạn, IgM chẳng hạn, nhất là IgG thì đến tháng thứ ba là nó giảm hẳn và gần như đến tháng thứ sáu thì là không còn nữa. Lúc giờ thì em bé sẽ phải chống lại những cái tác nhân gây bệnh này bằng cái hệ miễn dịch chủ động, tức là cái hệ miễn dịch tự do em bé tạo ra. Cái hệ miễn dịch này thì bắt đầu từ 6 tháng nó mới bắt đầu hình thành thôi, và phải đến 3 4 tuổi thì em bé của chúng ta mới bắt đầu mới hoàn thiện hệ miễn dịch này. Cho nên người ta thấy là có một cái khoảng trống miễn dịch là cái thời gian mà em bé của chúng ta hay ốm đau nhất, cái lúc này em bé rất cần được hỗ trợ thêm. Đấy, hỗ trợ thêm những cái nguồn kháng thể bổ sung từ bên ngoài vào. Mà ngay cả lớn lên rồi mà những cái cháu nào suốt ngày ốm đau, suốt ngày có cái hệ miễn dịch nó kém thì cũng đã có thể bổ sung được rồi. Mà chúng ta đều biết là cái tất cả những cái nguồn kháng thể thì tốt nhất là từ sữa non, bởi vì trong thành phần của sữa non thì có chứa rất nhiều kháng thể, hàm lượng protein cao, hàm lượng vitamin A cao và có những cái chất kháng khuẩn, cho nên có thể giúp cho em bé của chúng ta phòng ngừa bệnh rất là tốt. Thì sữa non là cái sữa mà phải được tiết ra từ những ngày đầu sau sinh, nếu như là sữa non của bà mẹ thì là tiết ra 3 ngày đầu sau sinh cho em bé bú trực tiếp. Thế còn nếu như mà cái nguồn sữa non chúng ta bổ sung vào thì thông thường là bây giờ là cái nguồn sữa non chúng ta lấy từ bò đúng không ạ? Thế thì chắc chắn là cái nguồn sữa non đó phải được lấy từ những cái con bò vừa mới sinh con xong trong 3 ngày đầu sau khi sinh thì mới có sữa non thôi. Và chỉ có cái nguồn sữa mà được lấy từ từ những cái ngày đấy thì cái hàm lượng kháng thể nó mới đủ cao để có thể là đáp ứng được cái nhu cầu tăng cường cái hệ miễn dịch. Và đây cũng chính là một cái giải pháp mà chúng ta có thể giúp tăng cường cái hệ miễn dịch cho em bé của chúng ta, nhất là trong cái giai đoạn em bé bắt đầu từ 6 tháng cho đến 3 tuổi.